cả nhà, chân điện chùa Long Sa Long Xây nha. Để chị Dương lại xem coi các vận động viên nam tập đây cả nhà. Lại xuống đây xem các vận động viên nữ tập bây giờ. Mình coi các vận động viên nam tập đây nghe cả nhà. Thì các vận động viên nam của trường Vận Long Sa tập ở trên cảng nha cả nhà ha. Nông viên cũng nhiều đúng không cả nhà, tập trên cạn ha. Để Tiền Dương đi hết dòng anh em tập cả nhà. Ở đây thầy Tiền Dương thấy cái nhịp dầm nó rất là đều, dầm mà tiếng còi cũng dầm nhỏ nhưng mà nhịp dầm rất là đều. Cả nhà nghe tiếng nhịp dầm không? Nhịp dầm rất là đều luôn ha. Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đây là buổi tập của vận động viên của con Thanh Sang cả nhà. Giúp tiếng còi không mà cái nhịp dầm vẫn còn đều ha, không giúp tiếng còi mà nhịp dầm vẫn còn đều rồi vô tiếng còi lại là vẫn y chang như vậy cả nhà, tập rất là đều luôn.
ở đây đập đều quá ha chú ha, không có tiếng còi mà nhịp dậm cũng nghe đều đều đều, hay quá. Cỡ 7 phút, 10 phút đó. Tập rất là dài đó. Rất là dài thôi luôn nè. Ở đây khán giả cũng phát trời. Khán giả coi cũng nhóc luôn đó nè. Con đây ủng hộ lắm, ở ngay chùa Quan Tâm Sam, trong nhà ghe cũng quá trời ghe, 3-4 chiếc rồi cả nhà, nhưng mà không có mở cửa nên không có vô ghi hình được. Lâu lắm rồi chuyện chuyện mới xuống đây ghi hình lại. Bắt đầu tăng tốc ha, rồi xong. Wow. Là 7 phút cả nhà, hơn 7 phút. Tại vì chuyện Dương vô là ghi hình là bây giờ này là 7 phút rồi cả nhà. Vậy là các vận động viên bơi hơn 7 phút. Vậy các vận động viên đang nghĩ mà đây. Chuyện Dương xin kết thúc video này tại đây ngay cả nhà. Chuyện Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau ha.